cũng khuyên vô lượng trăm ngàn hữu tình hướng đến tinh tấn thân tâm bằng nhiều cách thiện hiện đó là đại bồ tát mặc áo giáp đại thừa thiện hiện như nhà huyễn thuật giỏi hoặc đệ tử vị ấy ở ngay ngã tư đường trước mặt mọi người hóa ra các loại hữu tình tự tu tinh tấn và khuyên người cũng tu tinh tấn ý ông thế nào việc huyễn này có thật chăng thiện hiện thưa bạch thế tôn không phật bảo thiện hiện các đại bồ tát cũng lại như vậy dùng tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí lấy đại bi làm đầu tự tu tinh tấn rồi khuyên hữu tình cùng tu tinh tấn như vậy bồ tát tuy có hành động nhưng chẳng có gì là thật vì sao vì tánh tướng các pháp đều là huyễn cả lại nữa thiện hiện đại bồ tát nào tự mặc áo giáp đại công đức tịnh lự ba la mật đa cũng khuyên vô lượng trăm ngàn hữu tình khiến họ mặc áo giáp đại công đức tịnh lự ba la mật đa thiện hiện thế nào là đại bồ tát tự mặc áo giáp đại công đức tịnh lự ba la mật đa cũng khuyên vô lượng trăm ngàn hữu tình khiến cho mặc áo giáp đại công đức tịnh lự ba la mật đa thiện hiện đại bồ tát nào trụ trong tánh bình đẳng tất cả pháp không thấy các pháp có định có loạn thường tu tập tịnh lự ba la mật đa như thế cũng khuyên hữu tình tu tập tịnh lự và bình đẳng này cho đến khi chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề cũng không lìa bỏ tu bình đẳng và tịnh lự này thiện hiện đó là đại bồ tát mặc áo giáp đại thừa Thiện hiện như nhà huyễn thuật giỏi hoặc đệ tử vị ấy, hoặc ngay ngã tư đường trước mặt mọi người, hóa ra các loại hữu tình khiến họ tu các pháp tịnh lự bình đẳng, cũng khuyên tu tịnh lự ấy, ý ông thế nào việc huyễn hóa này là có thật chăng? Thiện hiện thưa, bạch thế tôn không, Phật bảo thiện hiện. Các đại Bồ Tát cũng đều như vậy, trụ trong tánh bình đẳng tất cả Pháp, cũng khuyên hữu tình tu định này. Như vậy Bồ Tát tuy có hành động, nhưng chẳng có gì là thật. Vì sao? Vì tánh và tướng các Pháp đều như huyễn. Lại nữa thiện hiện, nếu đại Bồ Tát tự mặc áo giáp đại công đức bát nhã ba la mật đa, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn hữu tình khiến họ mặc áo giáp đại công đức bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện thế nào là đại Bồ Tát tự mặc áo giáp đại công công đức bát nhã ba la mật đa cũng khuyên vô lượng trăm ngàn hữu tình khiến họ mặc áo giáp đại công đức bát nhã ba la mật đa thiện hiện đại bồ tát trụ vô hí luận bát nhã ba la mật đa thâm sâu chẳng chứng bờ này bờ kia và sự nhiễm tịnh sai khác của các pháp cũng khuyên vô lượng trăm ngàn hữu tình an trụ trí tuệ vô hí luận này thiện hiện đó là đại bồ tát mặc áo giáp đại thừa thiện hiện như nhà huyễn thuật giỏi hoặc đệ tử vị ấy ở ngay ngã tư đường trước mặt mọi người hóa ra các loại hữu tình rồi khiến cho họ trụ vào trí tuệ vô hí luận cũng khiến họ khuyên người khác trụ trí tuệ như vậy ý ông thế nào việc huyễn hóa này là có thật chăng thiện hiện thưa bạch thế tôn không phật bảo thiện hiện các đại Bồ Tát cũng đều như vậy, tự bản thân có thể an trụ tuệ vô hí luận cũng khuyên hữu tình trụ vào tuệ này. Như vậy Bồ Tát tuy có hành động, nhưng chẳng có gì là thật. Vì sao? Vì tánh và tướng các Pháp đều như huyễn, lại nữa, thiện hiện nếu Đại Bồ Tát mặc áo giáp các công đức như trên đã nói, quán sát tất cả hữu tình trong mười phương hằng hà xa số thế giới của chư Phật, nếu các hữu tình lãnh thọ tà pháp, hành các ác hạnh thì Đại Bồ Tát này dùng sức thần thông, tự biến thân mình hiện khắp các thế giới chư Phật ấy tùy theo hữu tình muốn gì liền thị hiện để hành bố thí ba la mật đa cũng khuyên người khác hành bố thí ba la mật đa cứ như vậy cho đến tự hành bát nhã ba la mật đa cũng khuyên người khác hành bát nhã ba la mật đa làm việc này rồi tùy loại âm thanh mà nói pháp tương ưng với sáu pháp ba la mật đa khiến họ nghe rồi cho đến khi chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề cũng không lìa bỏ diệu pháp này thiện hiện đó là Đại Bồ Tát mặc áo giáp Đại Thừa. Thiện hiện như nhà huyễn thuật giỏi hoặc đệ tử vị ấy ở ngay ngã tư đường trước mặt mọi người hóa ra các loại hữu tình, khiến họ an trụ bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, họ cũng khiến người khác trụ vào bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa ý ông thế nào việc huyễn hóa này là có thật chăng thiện hiện thưa bạch thế tôn không phật bảo thiện hiện các đại bồ tát cũng như vậy ở khắp mười phương hằng hà xa số thế giới của chư phật tự thị hiện thân tùy theo sự thích nghi mà an trụ bố thí vân vân sáu pháp ba la mật đa thường chẳng lìa bỏ như vậy bồ tát tuy có hành động nhưng chẳng có gì là thật vì sao vì tánh tướng các pháp đều như huyễn lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát mặc áo giáp các công đức như trên đã nói dùng tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí lấy đại bi làm đầu dùng vô sở đắc làm phương tiện làm lợi ích an vui tất cả hữu tình không xen lẫn tác ý của thanh văn và độc giác đại bồ tát chẳng nghĩ ta nên an trụ một số hữu tình khiến họ trụ vào bố thí ba la mật đa còn một số hữu tình không nên an trụ vào bố thí ba la mật đa chỉ được nghĩ ta phải an lập vô lượng, vô biên, vô số hữu tình, khiến họ trụ vào bố thí ba la mật đa. Cứ như vậy cho đến không nghĩ ta nên an lập một số hữu tình khiến họ trụ vào bát nhã ba la mật đa, còn một số hữu tình không nên trụ vào bát nhã ba la mật đa, chỉ nghĩ ta phải an lập vô lượng, vô biên, vô số hữu tình khiến họ trụ bát nhã ba la mật đa không nghĩ ta nên an lập một số hữu tình khiến họ trụ pháp nội không còn một số hữu tình không nên an trụ vào pháp nội không chỉ nghĩ ta nên an lập vô lượng vô biên vô số hữu tình khiến họ trụ pháp nội không cứ như vậy cho đến không nghĩ ta nên an lập một số hữu tình khiến họ trụ vào pháp vô tính tự tính không còn một số hữu tình không nên an trụ vào pháp vô tính tự tính không chỉ nghĩ ta phải an lập vô lượng vô biên vô số hữu tình khiến họ trụ vào pháp vô tính tự tính không? Không nghĩ ta chỉ an lập một số hữu tình khiến họ trụ 37 pháp phần bồ đề, còn một số hữu tình không nên an trụ vào 37 pháp phần bồ đề. Chỉ nghĩ ta phải an lập vô lượng vô biên vô số hữu tình khiến họ trụ 37 pháp phần bồ đề không nghĩ ta nên an lập một số hữu tình khiến họ trụ ba môn giải thoát còn một số hữu tình không nên an trụ vào ba môn giải thoát chỉ nghĩ ta phải an lập vô lượng vô biên vô số hữu tình khiến họ trụ ba môn giải thoát nói rộng cho đến không nghĩ ta nên an lập một số hữu tình khiến họ trụ mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng còn một số hữu tình không nên an lập khiến họ trụ mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng chỉ nghĩ ta phải an lập vô lượng vô biên vô số hữu tình, khiến họ trụ vào mười lực như lai cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Không nghĩ ta nên an lập một số hữu tình khiến họ trụ quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, còn một số hữu tình không nên an lập khiến họ trụ vào quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề. Chỉ nghĩ ta nên an lập vô lượng vô biên vô số hữu tình, khiến họ trụ quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề không nghĩ ta nên an lập một số hữu tình khiến họ trụ quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề còn một số hữu tình không nên an lập khiến họ trụ quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề chỉ nghĩ ta phải an lập vô lượng vô biên vô số hữu tình khiến họ trụ quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thiện hiện đó là đại bồ tát mặc áo giáp đại công đức đại thừa thiện hiện như nhà huyễn thuật giỏi hoặc đệ tử vị ấy ở ngay ngã tư đường trước mặt mọi người hóa ra vô số vô lượng hữu tình khiến họ trụ sáu pháp ba la mật đa cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề ý ông thế nào việc huyễn hóa này là có thật chăng thiện hiện thưa bạch thế tôn tôn không phật bảo